Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói, con đâu dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không sanh để dạy dỗ truyền trao Đại Bồ Tát hoàn toàn không sanh. Lại nữa Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói, nếu lìa các pháp hoàn toàn không sanh thì cũng không có Đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, khi các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thấy xa lìa pháp hoàn toàn không sanh, mà có Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng không thấy xa lìa pháp hoàn toàn không sanh, mà có Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì pháp hoàn toàn không sanh, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát đều không hai, không hai phần. Xá Lợi Tử, khi các Đại Bồ Tát